không lấy cao răng làm miệng bị hôi, liệu đây có phải là sự thật? Cao răng là mảng bám, thức ăn dư thừa lâu ngày không vệ sinh kỹ, bị vôi hóa, tồn tại trong miệng có màu trắng đục hoặc màu vàng nhạt. Cao răng bám trên răng lâu ngày dễ gây ra tình trạng hơi thở có mùi hôi. Cao răng cũng là nơi trú ngụ lý tưởng của các loại vi khuẩn gây nên bệnh răng miệng, đặc biệt là viêm lợi, sâu răng. Vì thế, để hạn chế cao răng tích tụ, bạn nên vệ sinh răng sạch sẽ sau khi ăn, thường xuyên để làm sạch mảng bám. Nên đến nha khoa định kỳ 4 đến 6 tháng một lần, tránh mảng bám hình thành quá lâu gây khó khăn cho việc lấy cao răng các bạn nhé. Ở video sau, bác sĩ sẽ nói về quy trình hàn chắm răng sâu sẽ diễn ra như thế nào.